Đây là buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường Đại học Jersin Đà Lạt với hơn 2.200 cán bộ, công nhân viên, giáo viên và sinh viên cùng người dân, thành viên các tổ liên gia tham gia. Tại chương trình, các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy, dập tắt cây xăng, kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn, di chuyển người bị nạn đã được lực lượng cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng giới thiệu. Tuyên truyền sinh động, trực quan, đồng thời hướng dẫn thực hành trải nghiệm các tình huống giả định nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia. Thông qua cái chương trình này, tôi cảm thấy rất là vui khi mà có thể vinh dự được tham gia trong cái chương trình tập huấn này, vì tôi có thể thông qua đó mà tôi biết được các kỹ năng mềm như là cách sử dụng bình chữa cháy cũng như là cách thoát hiểm khi có đám cháy xảy ra ở các chung cư, bởi vì hiện tại đã có rất nhiều cái vụ cháy mà xảy ra chung cư mà gây thiệt hại về mạng, và cũng như là cách biết được kiểm tra ga có bị rò rỉ hay không. Bởi vì thì ga là một cái vật dụng mà người dân thường sử dụng trong đời sống hàng ngày, nên điều này rất khá là hữu ích cho tôi. Trong xã hội ngày nay thì trong công tác phòng cháy chữa cháy đang được xã hội quan tâm rất là nhiều và chú trọng đến. Thì bản thân em là sinh viên của trường Đại học Jersin Đà Lạt, thì để nâng cao nhận thức của mình về công tác này thì tụi em cần trau dồi và tìm hiểu thêm các kiến thức để ứng phó với các tình huống cháy nổ và cứu nạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động tập huấn, các cuộc thi để có thể nâng cao cái vốn hiểu biết của mình về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn thì nhà trường cũng chú trọng đến vấn đề mà trau dồi về kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn cho sinh viên. Nhà trường cũng liên kết và hợp tác với các đơn vị chuyên gia về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm và giúp cho các bạn sinh viên được tập thực tế. Các bạn sinh viên sẽ được trau dồi thêm kiến thức. Ngoài ra thì nhà trường đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng để có thể xử lý những cái trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó thì để nâng cao về tầm quan trọng hiểu biết về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì nhà trường cũng đẩy mạnh truyền thông trên các kênh của nhà trường, ví dụ như là website, các mạng xã hội và bản tin. Ngoài nhà trường thì cũng đã và đang trang bị những trang thiết bị về cơ sở vật chất để có thể đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho sinh viên. Thông qua những hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy cụ thể đã góp phần nâng cao ý thức, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho quần chúng nhân dân, cách xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, đặc biệt là các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Thời gian vừa qua thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho ban giám đốc, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh có các văn bản chỉ đạo sát sao đối với công tác phòng cháy cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là nhấn mạnh lại người dân, học sinh sinh viên, mỗi người dân học sinh sinh viên là một cán bộ tuyên truyền, và phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về phòng cháy cháy, thực hành sử dụng các trang bị phương tiện trên xe chữa cháy như là cứu nạn cứu hộ, nhằm để cho người dân, học sinh, sinh viên nắm được các cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì kịp thời cứu chữa và không để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê của Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, từ đầu năm đến ngày 11 tháng 5, trên địa bàn toàn tỉnh có 12 vụ cháy, tổng thiệt hại về tài sản là 1 tỷ 126 triệu 765 triệu đồng. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy là do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chập điện, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Nhằm hạn chế rủi ro tối đa trong phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, chú trọng các loại hình nhà trọ, nhà sản xuất kinh doanh, nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở lưu trú, chung cư, các loại hình tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, phối hợp với báo, đài địa phương để tăng cường các tin bài phóng sự về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.